Dạ, con xin sám hối đại đức Tể Đức. Con xin vào đây chúng cho Rome, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Tể Đức. Atribi hoan hỷ kệ kinh pháp cú số 70 trước, con sám hối sư. Con thấy xích nhật huynh ra cái lo xích nhật huynh không không thấy quên đại đức luôn. Kính cung thỉnh đại đức ạ. Máy của sư có vấn đề âm thanh một xíu mà. Vậy thì mời xích ra nhà cô tu nữ Tề Duyên. Chắc cô tu nữ Tề Duyên mới vào room, chắc cũng chưa ổn định. Vậy xin mời xích ra đám đông trước đi ha. Cô Tề Duyên chắc vào cũng không được, là chưa chưa ổn định. Mời xích ra đám đông. Alo, alo, Sa Thú Huynh Pát Tha Ná, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong Đạo Tràng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, Cô Tu Nữ Tuệ Duyên, con kính chào Đạo Tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 70. Ma se cú sắc ghê na ba lô phun cháy già phô cha năng na so sang kha ta tham ma năng ca lăng ác kha tê so la sinh ma se cú sắc ghê na ba lô phun cháy già phô cha năng Na so sang kha ta tham ma năng ca lăng ác kha ti so la sinh ma se cố sắc ghê na ba lô phun chay ya phô cha năng Na so sang kha ta tham ma năng ca lăng ác kha ti so la sinh tháng tháng dưới ngọn cỏ người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma xê cú sắc ghê na ba lô phun chay ya phô cha năng na so sang kha ta tham ma năng cả lăng ngạc kha tí số la sinh người ngu ngài lại qua ngài chỉ dùng vật thực cỏ rây chút gì phép tu khổ hạnh sao bì một phần 16 liễu tri pháp hành. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức và con kính thỉnh sư Tuệ Đức ạ. Dạ, alo ạ. Dạ, alo. Càng có nghe à. Dạ, không Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú câu số 70 ạ. Ma se cú sát ghê ná pa lo phun che giáp phô chánh năng na so sang kha tát tham ma năng ca lăng ác khati so la sinh
Tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Người ngu ngày lại qua ngày chỉ dùng vật thực cỏ rây chút gì, phép tu khổ hạnh sao bì, một phần 16 liễu tri pháp hành. Dạ, đó là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, cô xin kệ ạ. Ma se ko sắc ghê na pa lo phồn chay ya pho cha năng na so sang kha ta tham ma năng ca lăng khát ti so la sinh. Ma se ko sắc ghê na pa lo phồn chay ya pho cha năng na so sang kha ta tham ma năng ca lăng khát ti so sinh. Ma se ku sắc ghê na pa lo phun chay ya pho cha năng na so sang kha ta tham ma năng ca lăng kha ti so la sinh. Dạ con xin hết ạ. Con xin xuống mic. Kính mời cô tu nữ tuệ duyên tiếp theo ạ. Sa thú lành thai, kính chư ân sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa minh thành đại đức tuệ đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Tuệ nhân xin kệ kinh pháp cú số 70. Cảm ơn huynh và thanh ạ. Ma xê cú sắc Na pa lo pun chay yak po chanang na so sang kha tatham ma nang cát lăng ác ga tê tí so lát sinh ma xê cú sắc ghê na pa lo pun chay yak po chanang Na so sang kha ta ta tham ma năng cát lăng ác ga tí so lát sinh ma se cú sắc ghê na ba lô bốn chê và phố cha năng sang tam ma năng ca lăng ngắt ga thì số la sinh mà xê cô sắc ghê na ba lô bốn chế và phố cha năng Na so sang kha ta tham ma năng ca lăng ác ga tỳ số la sinh tháng tháng với ngọn cỏ người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma se cú sắc kê na pa lô pôn chay giáp hồ cha năng na so sang kha ta tham ma năng cát lăng ác gá ti so la sinh người ngu ngày lại ngày qua chỉ dùng vật thực cỏ rây gì phép tu khổ hạnh sao bì một phần 16 liễu tri pháp hành. Phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Tự nhiên đã thấy tín hiệu của chị Cẩm Nhân. Kính mời chị Cẩm Nhân ạ.
Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ tuệ duyên. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ông bài câu pháp cú số 70. Ma xê ma xê phú sắc ghê ná ba lô buôn chay giá bô chá năng ná xô sang kha tá thâm ma năng can ắc giá tí xô lá xin ma xê phú sắc ghê ná pa lô bun chay giá bồ chá năng ná xô sang kha tá thăm ma năng cá lăng ắc gá tí xô lá xin na ma xê cú sắc ghê ná pa lô bun chay giá bồ chá năng ná xô sang kha tá thăm ma năng cá lăng ắc gá tí xô lá diêm tháng tháng với ngọn cỏ người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: người ngu ngày lại qua ngày chỉ dùng bậc thực cỏ rây chút gì tu khổ hạnh sao bì. Một phần 16 liễu tri pháp hành bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cấm dân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sít Thái Minh. Dạ, sa thú lành thay. Chị cảm ơn. Dạ, con tri ân cô tự duyên. Cảm ơn chị Rạnh Đông. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cô tu nữ Tuệ Duyên. Ái Minh kính chào quý anh chị. Con xin phép trả bài câu pháp cú số 70. Cảm ơn huynh trưởng. Ma xê ma xê cú sát ghê ná ba lô phun chê giá phù chê năng ná xô sang kha ta thầm ma năng ca lăng ác ác khá tí xô la xin. Chở mình tí ạ. Tự nhiên cái cổ quá. Ma xê ma xê cú sát ghê ná ba lô phun chê giá phù chê năng ná xô sang kha ma năng ca lăng ác khá tí xô la xin. Ma xê cú sát ghê ná ba lô phun chê giá phù chê năng ná xô sang kha ta tham ma năng ca lăng a kha ti so la xin. Tháng tháng với ngọn cỏ người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: ma xê cư san ghi na ba lô phun cháy giá phù cha nặng na sơ sang kha ta thăm ma nặng ca la ngắc kha ti sô la xin. Người ngu ngày lại qua ngày chỉ dùng vật thực cỏ rây chức gì các tu khổ hạnh sao bì. Một phần 16 liễu tri pháp hành phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức: ma xê cứ sát ghê ná ba lô phun chê giá phù chê nần ná sơ san kha ta sa ná sơ san kha ta tham ma nằng ca lăng ác kha ti sô la xin. Dạ, kính dân mít lại đầu tràng.
sa thu lần thầy xin thầy mình. Dạ thấy Quang Thanh vừa vào room rồi, Quang Thanh giơ tay để kể đi với xích lạc lề nữa nha, gật lề vào cũng chưa thấy giơ tay để kể. Dạ bắt có để mất thì giờ bắt ta xin việc kể trước. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sẵn Kha, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, kính đảnh lễ cho đại đức tăng, kính chào quý tu nữ và toàn thể đạo tràng. Và con xin được kể kinh pháp cú số 70. Ma se ma se ku sa ge na ba lo pun che ya pho cha nang na so sang kha ta tham ma nang ka lang a kha ti so la sinh ma se ku sa ge na ba lo pun che ya pho cha nang na so sang kha ta tham ma nang ka lang a kha ti so la sinh ma se ku sa ge na ba lo pun che ya pho cha nang na so kha sang kha ta tham ma nang ka lang a kha ti so la sinh ma se ku sa ge na ba lo pun che ya pho cha nang na so sang kha ta tham ma nang ka lang a kha ti so la sinh. Tháng tháng với ngọn cỏ người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp cứu. Bản dịch của ngài Minh Châu: người ngu ngày qua ngày chỉ dùng vật thực cỏ rây chút gì, phép tu khổ hạnh sao bì một phần 16 liễu tri pháp hành. Bản phổ thơ của ngài giới Đức. Dạ Nam mô Phật Thầy, con xin được xuống mic. Ồ, xích lạc lê ra rồi. Dạ Quang Thanh giơ tay để kể đi, nghe nhỏ quá nãy. Mời Quang Thanh nha. Alo alo, con thấy cũng nghe hả? À, mời Quang Thanh là Tina vừa vào room, mời Tina luôn nha, giơ tay kể bài kinh pháp cú 70 này. Dạ. Nam mô Bụt Tha, Giá Nam mô Tham Ma, Giá Nam mô Sang Kha, Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh và đại đức Tuệ Đức. Và con kính lễ quý bà cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu Ma se ma se ku sa ku sắc ghe na ba lo phun chê ya phô cha na so ta tham ma năng ca lăng ác kha ti so la sinh. Ma se ku sắc ghe na ba lo phùng chê ra phô cha năng na sô sang kha ta tham ma năng ca lăng ác ca kha tô sô la sinh. Tháng tháng với ngọn cỏ người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Đấy là của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma se ma se
sang ghê na bà lô phun chê giả phô cha năng nà số khăn nà số sang kha tà tham ma măng ca lăng ác ca tỷ số ra sinh ma se ma ma se ma se cô sa không na bà lô hình chay rô ra phô cha năng na số sang kha ta tham mang cả lăng ác kha tỷ số la sinh người ngu ngày lại qua ngày chỉ dùng vật thực cỏ dây chút gì phép tu khổ hạnh sao bì một phần 16 liễu chi pháp hành đấy của hòa thượng giới đức. Dạ con đã đọc và kệ xong, con cảm ơn chú các thần á đã có bài, con xin xuống bích ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được câu pháp cú số 70. Ma se ma se ku sát ghê na ba lô bùn chê yá phô chát năng na su sang kha ta tham ma năng khát lăng ác khá tí sô la xin. Tháng tháng với ngọn cọ, người ngu có ăn uống không bằng phần người hiểu pháp hữu vi của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma se ma se ku sang ghi na ba lo phun chê ya phu cha năng na su sang kha ta tham ma năng kha lăng ăn kha tì su la sinh. Ma se ma se ku sang ghi na ba lu pun che ya pho cha năng na su sang kha ta tham ma năng kha lăng ăn kha tỳ số la sinh. Người ngu ngày lại qua ngày chỉ dùng vật thực cỏ rây chút gì phép tu khổ hạnh sao bì một phần 16 liệu tri pháp hành của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Dạ sa thú kính cảm ơn. Thì na, dạ cảm ơn đạo tràng cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Thành để được tình đạt, để được tỷ đức cùng chi trung đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ tại viên. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào toàn thể đạo tràng. Nhà con đêm ngắt, con nó bị trục trặc nên con, dạ, tại có bị em. Dạ, nên con vào trễ, con xin sám hối với đạo tràng và sa thú chúng con thành kính tri ân đại đức tề đức đã từ bi hoan hỷ tuyên phong ôn bài pháp của kinh số 70. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ bây giờ thì đã đến giờ học bài mới ca khúc của kinh 71. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức tình đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và dạ, cảm ơn Vinh Vathana đã cho bài học. Nam mô Bích Tha. Dạ
Nam mô tham ma gia, Nam mô sang kha gia. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a da ha sa. Phạm Thiên Vận ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi. Biết lòng ở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy tin giữ pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học ngữ vận diệu sự và ý nghĩa cao pháp luân số 71. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng minh đến sư ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ quý vị có nghe được. Dạ cảm ơn quý vị, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn cô Rạng Đông. Dạ con kính đảnh lễ chư tăng. Kính chào toàn thể quý vị có mặt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh. Do là hiện tại mạng cũng đang ở chỗ Tịnh Đạt cũng đang có kết nối không có được tốt lắm, cho nên quý vị hoan hỷ thông báo cập nhật cái thông tin có trục trặc thì vì âm thanh đó thì mình đã sẽ cố gắng khắc phục. Dạ dạ cảm ơn quý vị. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 71. Và chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 71. Chúng con xin cung kính chư tăng và tất cả quý vị, chúng ta hướng về Tam Bảo, ba ngôi Tam Bảo để đảnh lễ một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantam abhivadeyami sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho sang khang na ma mi. Dạ sa thú. Một lần nữa con kính lễ chư tăng, kính chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay ngày thứ sáu ngày 30 tháng 7, chúng ta sẽ tiếp tục học kinh Pháp Cú. Chúng ta học đến câu kệ ngôn số 71. Dạ, câu kệ ngôn số 71. Câu
kệ ngôn số 71 hôm nay chúng ta học có nội dung như sau. Nahi papang ka tang kamang sacchu phirang wa mochati dan hang tang balaman veti phas macchano wa bavako. Nahi papang ka tang kamang sacchu phirang wa mochati dahang tang balaman veti phas macchano wa bavako. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngai, trái ngầm theo kẻ ngu như lửa cho che đầy. Bản dịch của ngoài Hòa Thượng Minh Châu và cũng như là bản dịch văn xuôi của ngài Inda Chanda Chánh Thân. Tợ như sữa không chua ngay lập tức, nghiệp ác đã được làm không trổ quả tức thì, nó nung đốt theo đuổi kẻ ngu ấy, tợ như đốm lửa đã được phủ cho đang âm ỉ. Và đó là nội dung của câu kệ ngôn pháp cú số 71 mà chúng ta học ngày hôm nay. Dạ vâng, trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú này trước khi chúng ta đi vào bài học chính. Chúng ta có 4 câu. Nahi papang katang kamang. Câu đầu tiên. Nahi papang katang kamang. Chữ ná có nghĩa là không. Thật sự cái nghĩa chúng ta cho nghĩa từng từ thôi, chứ dịch thì chúng ta phải kết hợp lại. Hí là thật vậy. Ba băng là cái việc ác. Cái việc ác. Căm măng là nghiệp. Hay là cái hành động. Cấp tăng căm măng là cái việc làm ác. Chúng ta có thể ba băng cấp tăng căm măng là một cái nhóm từ chia cách chung đó. Nahi ba băng tăng căm măng. Cấp tăng đã làm và chúng ta bỏ một từ. Căm măng là nghiệp hay là hành động. Câu thứ hai. Sacchu phirang wa mochati. Sacchu phirang wa mochati. Sacchu là một cái trạng từ diễn tả cái sự mau lẹ nhanh chóng. Mau lẹ nhanh chóng. Ngay lập tức. Khi răng, khi rá có nghĩa là sữa. Sữa mà vắt ra từ bò, từ dê, sữa. Mucchati là trổ quả. Mucchati là trổ quả. Mucchati là trổ quả. Nahi papang katang kamang sacchu phirang wa mucchati. Chúng ta còn từ quá là chữ viết tắt có từ ý quá. Tợ như, giống như. Câu thứ ba. Đa hăng tăng ba la man về tí. Đa hăng tăng ba la man về tí. Đa hăng um,
nung đốt hay là thiêu đốt. Ở đây đây là một cái dạng động từ hình thành bởi cái đuôi là chữ âm tá, là cái hiện tại phân từ là đang nung đốt. Nung đốt. Chữ tăng ở đây là đại từ, có nghĩa là người đó, người ấy. Ta hăng tăng ba lá man về tí. Tăng là người đó hay người ấy. Ba lá man về tí, ba lá man về tí là một cái từ nếu cái đa san thí, đó là bị kết hợp bởi cái từ ba lăng và an về tí. Và ba lăng và an về tí kết hợp lại chúng ta đọc là ba lá man về tí. Khi mình xét về nghĩa thì chúng ta phải tách ra là ba lăng là kẻ ngu. Kẻ ngu an về tí là theo sau. An về tí là theo sau. Phasma Machano đó, nếu mà đọc theo cái chữ rõ, chữ S là Phasma Machano. Phasma Machano wa Papako là câu thứ tư, câu cuối cùng. Phasma Machano wa Papako. Phasma Machano wa Papako. Phasma Machano là từ ghép bởi hai từ Phasma cộng với từ chana chano. Từ phát sama là có nghĩa là cho tàn, cho từ than, từ củi, từ những cái vật đốt cháy khi mà tàn rụi rồi thì còn cho. Phát sama chano chano nó là một cái quá khứ phân từ, có nghĩa là được che phủ, được che đậy hay là che phủ. Phasama chano quá, quá đây cũng có nghĩa là cái từ ý vá, viết tắt của cái từ ý vá, tợ như hay là giống như. Pavako là đốm lửa. Pavako nghĩa là đốm lửa. Đốm lửa. Như vậy là chúng ta vừa sơ lược qua cái ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 71 này. Nai pa pang ka tang kam mang sa chu khi rang wa mu cha ti da hang tang ba la man ve ti pa sa mat chan no wa pa wa ko. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, trái ngầm theo kẻ ngu như lửa cho che đậy. Hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức: ác hành không tạo quả ngay, tựa như sữa nọ sớm ngày chua chưa đông, nghiệp kia theo kẻ cuồng ngông, dưới cho âm mỹ than hồng biết chăng. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về duyên sự, ý nghĩa của câu kệ ngôn Pháp Cú số 71. Duyên sự của câu kệ ngôn Pháp Cú số 71 này được nói lên khi mà Đức Phật Ngài đang sinh sống cư ngụ tại Viluvana là chùa Trúc Lâm. Và cái duyên sự này
bắt nguồn qua cái hình ảnh của một con ngạ quỷ với cái hình thù Ahipetawatu, với cái hình thù là con rắn. Một lần nọ thì đại đức, hai vị đại đức ngài Moggallana và ngài Lakkhana đi từ trên núi Linh Thú xuống thành để vào thành để khất thực. Thì trên đường đi xuống núi, ngài đại đức Moggallana là vị thượng thủ về thần thông đó, ngài có cái khả năng nhìn thấy những cái hiện tượng, những cái cảnh, những cái vật mà mắt thường, người phàm mắt thịt không thể thấy. Thì lần này ngài thấy một cái chúng sanh có một cái cơ thể, đầu người thì mình rắn, và theo diễn giải trong chú giải thì thân tướng này nó rất là chút thể của bị lửa không lúc, tức là bị lửa đốt ở trên thân thể cháy từ đầu cho đến cuối, từ cuối thì cháy lên trên trên đầu và rất là khổ đau. Thì gặp cái cảnh tượng như vậy, ngài không có tỏ vẻ sợ hãi, và ngài cũng không có vội trình bày cho cái vị đại đức Lakkhana nghe. Cũng có nhiều cái nguyên nhân tại chỗ này. Thứ nhất đó là cái việc mà ngài thấy được những cái chúng sanh như là cái chúng sanh ngạ quỷ hay mình rắn này đó là không phải là quá là hiếm, ngài cũng không quá là xa lạ. Cái thứ hai đó là với cái việc mà nói rằng mình thấy một cái chúng sanh kỳ dị như loài ngạ quỷ mình rắn này, cho cái người mà không thể xác minh được, giống như là đại đức Lakkhana là người phàm mắt thịt, thì dễ dẫn đến cái ngộ nhận hiểu lầm. Cho nên ngài giữ cái thái độ im lặng và ngài chỉ nở một cái nụ cười nhẹ, chỉ đủ làm cho đại đức Lakkhana rất là tinh ý nhận ra là có một cái vấn đề. Nhưng cái vấn đề đó thì ngài Moggallana nói rằng sau khi đất thức khất thực về sẽ trình giải trước sự hiện diện của Đức Phật. Và trong suốt cái thời gian đi khất thực và độ ngọ trở về đó, thì đại đức Lakkhana đã mang cái câu chuyện vừa khi băng sớm trình lên Đức Phật. Và lúc này thì ngài đại đức Moggallana đã trình rõ cái hiện tượng một cái chúng sanh kỳ dị, một cái loài ngạ quỷ bị chịu thống khổ, cho đại đức Lakkhana nghe và cho cả Đức Phật được rõ. Thì ngay cái lúc này thì Đức Phật ngài đã xác minh có cái chúng sanh như vậy, và ngài cũng kể rằng đôi khi ngài cũng gặp những cái chúng sanh ngạo quỷ tương tự như vậy, có cái hình thù kỳ dị, to lớn và đang chịu những cái khổ đau. Nhưng mà sở dĩ ngài không nói ra cũng là do một trong cái nguyên nhân, đó là
đối với những người phàm mắt thịt nghe như vậy đó, không thấy thì họ không tin, và không tin thì dẫn đến những cái suy nghĩ không có chín chắn. Và do có những cái suy nghĩ không có chín chắn mà đối với là một cái vị toàn giác á, thì phải nói rằng đó là một cái điều không nên. Cho nên Đức Phật Ngài giữ lặng, cũng giống như là sự giữ im lặng của Ngài Mokka La Ná trước cái hiện đối với con ngạ quỷ mình rắn. Và khi mà cái câu chuyện con thấy được cái hình cái con ngạ quỷ mình rắn như vậy đó, thì biết bao nhiêu là cái thắc mắc, tại vì giống như là một cái câu chuyện mà mình không thể nào tự mình có thể giải thích được đó. Mà gặp chuyện ma quỷ nữa thì thực sự ra cái sự tò mò rất là lớn, giống như là chúng ta hồi nhỏ hay là ngay cả bây giờ mà chúng ta nghe nói đến đồng bóng, lên đồng, nhập hồn, hoặc là có thể thầy bùa, thầy bói có thể ứng nghiệm, đối thoại hay giao tiếp với những người đã khuất, thì đó là một cái đề tài mà chúng ta rất là tò mò. Và nếu mà có dịp thì chúng ta cũng muốn được tham khảo cái sự việc nó như thế nào. Thì đối với Đại Đức Ngài, Đại Đức Lakhana, Ngài cũng như vậy đó, Ngài rất là tò mò. Và Ngài thỉnh cầu Đức Phật giải thích về cái nguyên nhân nào mà ngạo quỷ mình rắn này xuất hiện như vậy, và cái lý do tại sao, cái nhân quả, cái nghiệp nào mà dẫn đến cái sự khổ đau như vậy. Thì với cái lời thỉnh cầu mà đặc biệt là cái sự tò mò của những cái vị mà người phàm mắt thịt đó, thì Đức Phật Ngài đã kể là có một cái vị Phật độc giác. Ở đây thì chúng ta rất là quen thuộc với cái danh từ Phật toàn giác, Phật độc giác và Phật thinh văn giác. Trong hệ thống Theravada nguyên thủy thì chúng ta có ba vị giác ngộ, ba bậc giác ngộ là bậc toàn giác, là bậc tự mình giác ngộ và có thể hướng dẫn cho người khác với cái sự giác ngộ của mình, giúp cho người khác giác ngộ được. Bậc độc giác hay là Bích Chi Phật đó, từ có từ Bách Chê Cá Bút Thát, là vị tự mình có thể giác ngộ. Nhưng mà cái vị này thì có một cái hạnh nguyện, đó là sống độc cư, sống riêng lẻ, sống một mình. Và với cái hạnh nguyện đó thì cái vị này không có cái khả năng để mà quần pháp mang đến cái lợi ích rộng rãi như là một vị Phật toàn giác được. Và thứ ba đó là thinh văn giác, tức là giác ngộ do cái sự học hỏi, cái sự lắng nghe giáo pháp từ cái bậc giác ngộ là bậc toàn giác. Sẵn cái chỗ này thì tình đã xin trình bày lại, nếu mà vị nào chưa có được rõ trong cái ba cái bậc giác ngộ này thì chúng ta có dịp chúng ta ôn lại. Bởi vì trong cái hệ thống bên Bắc truyền đó, thưa quý vị, rằng rất là khó để nắm bắt về cái sự giác ngộ. Bởi vì rất là khó để mà xác định rằng
Bồ Tát là bậc giác ngộ, là hướng đến sự giác độc giác. Nhưng trong cái hệ thống Phật giáo nguyên thủy Theravada thì chúng ta có cái sự trình bày như vậy. Trở lại cái tích truyện đó là trong cái thời những cái kiếp quá khứ đó, có một cái vị Phật độc giác xuất hiện ở đời. Và cái vị Phật độc giác này là một cái vị rất là thích sống ở những cái nơi hoang vắng và tách xa những cái hội chúng hay là làng xóm. Ngài có một cái tịnh thất ở ở ngoài cái khu làng xóm, nhưng mà những cái người trong xóm gần đó đấy, họ họ biết là có một cái vị đạo sĩ, một cái vị xuất gia, một cái vị tu sĩ, họ họ rất là thành kính và họ luôn luôn mong muốn đến để mà đảnh lễ cúng dường, để mà mong cầu được cái sự an lạc. Nhưng mà do vì là cái vị trí cái tỉnh thất đó, nằm cái chỗ hơi khó đi, cho nên khi mà người nhiều người cùng đi đến cái tỉnh thất của ngài đó thì phải chen lấn và đôi khi lại dẫm đạp trên một cái thửa ruộng của một anh nông dân. Nhiều lần như vậy thì cái anh nông dân này anh không có kìm được cái sự bực tức của mình, bởi vì những cái người thiện nam đâm một cái vị tu sĩ ở bên kia bờ mà phải dẫm đạp lên cái thửa ruộng của mình, làm cho cái thửa ruộng của mình nó bị hư, nó bị mất đi cái năng suất. Và thế là anh tìm cách để mà ngăn lại. Anh tìm cách đó là anh hủy, đốt cháy cái tịnh thất của cái vị độc giác đó đi. Làm sao để mà ngài không còn ở đó nữa thì những cái người trong xóm họ sẽ không tới lui, và chính vì vậy cái thửa ruộng của anh sẽ không có bị hư hao. Đó là cái kế hoạch của anh. Nhưng mà Tịnh Đạt cũng cũng suy nghĩ trong cái chỗ này, chắc có thể là do giận quá mất khôn. Chứ trong trường hợp này theo chúng ta bây giờ chúng ta dễ dàng có thể đến để mà trình cho cái vị tu sĩ đó, chúng ta có thể bộc bạch những cái khó khăn, những cái tâm tư của mình cho vị tu sĩ đó, thì có thể mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn. Bằng nặng đằng này thì anh lại ra cái chủ ý đó là đốt cái tịnh thất của vị Phật độc giác đó. Và cái sự việc xảy ra đó là cái người dân ở trong làng họ đi đến, họ phát hiện cái tịnh thất của ngài độc giác bị đốt và ngài thì không còn ở đó nữa. Với cái sự mà mất đi cái cơ hội, mất đi cái lợi ích, cái quyền lợi của mình đó, thì những cái người dân này họ rất là phiền và họ đã vây lấy anh nè, họ đánh đập, họ làm cho anh phải mất mạng về sau. Và chính do cái nghiệp này đó là một cái hành động phá hoại tịnh thất, cái nơi tịnh tu của một cái vị, và đặc biệt là một vị Phật độc giác. Quý vị biết rằng một cái vị Phật độc giác không phải là đơn giản. Chúng ta bây giờ chúng ta hướng đến là một cái người an tịnh, không có bị phiền phức, phiền não bởi cái chính cái nội tâm của mình, hay là hướng đến cái việc mà vô ngại trước những cái cám dỗ cuộc đời hay là những cái thử thách cuộc đời thôi.
thì chúng ta đã rất là nỗ lực cố gắng trong suốt vài chục năm mà chúng ta có thể chưa chắc gì có thể làm được. Huống hồ chi là đối với những cái vị mà chứng đắc thiền định hay là chứng đắc đạo quả tu đà quần tu đà hàm a la hàm a la hán, và đặc biệt đó là các vị Phật độc giác, phải nói là cái hạnh tu của ngài rất là lớn và cái phước báo của ngài rất là đặc thù. Cho nên bất cứ một cái việc hành động ác, một cái tâm niệm xấu đối với các vị đó thì phải nói rằng một cái tội tày trời, một cái tội lỗi rất là nặng. Và chính vì cái nghiệp này đó là cái anh nông dân mà đốt cái cốc, cái chồi của cái tỉnh thất của ngài độc giác đó, sau khi chết anh bị đọa đày, chịu khổ đau ở trong cái những cái cảnh cảnh khổ. Và trong cái kiếp này đó là anh sanh làm một cái loài ngạ quỷ với cái thân hình đó là một con rắn, và bị lửa thiêu cháy suốt cái khoảng thời gian làm ngạ quỷ đó, cháy từ đầu cho đến cuối và từ cuối cháy lên tới đầu, không có cái lúc nào ngơi nghỉ. Phải nói là một cái hình ảnh rất là kinh hãi. Nhưng mà chúng ta có cái khả năng đó thì phải nói rằng chúng ta rất là kinh sợ với cái ác nghiệp, với gọi là cái việc làm ác. Bởi vì ít có cái cơ hội hay là cái khả năng để mà nhìn thấu đáo từ cái nhân cái quả. Cho nên đôi khi chúng ta lại chấp nhận, đôi khi chúng ta lại đánh đổi con là con thương cha mẹ mà phải đánh đổi bởi cái việc làm không tốt, như là bắt tôm bắt cá hay là làm những cái việc dối trá để mà được cái đồng lời đồng vốn để mình nuôi nấng gia đình. Còn khi mà chúng ta thấy được cái cảnh hay là chúng ta nhận thức được cái việc làm ác mà nó dẫn đến cái khổ đau cho bản thân mình đó. Bởi vì khi mà chúng ta làm ác đó thì mặc dù là cái ý tốt để nuôi nấng gia đình, để nuôi nấng giúp đỡ người khác, nhưng mà người nào làm người đó chịu. Khi mà cái quả trổ sanh, cái khổ đau luân hồi nó tiếp diễn đó, thì phải nói rằng nếu mà chúng ta có ý thức được và chúng ta thấy được xuyên suốt cái quá trình nhân và quả đó, chắc không ai dám làm cái việc ác đâu. Thì khi mà kết thúc cái câu chuyện duyên sự, Đức Phật ngài kể câu chuyện quá khứ và trong cái câu hiện tại, thì Đức Phật ngài đã kết luận cho chúng đệ tử của ngài như thế này: này các tỳ kheo, nghiệp ác bao giờ cũng giống như sữa tươi vậy, hệ sữa tươi mới vắt ra không biến chất như thế nào thì nghiệp ác bao giờ khi làm chưa thuần thục như thế ấy, nhưng khi nghiệp ác chín mùi thì lúc bấy giờ kẻ ác phải mang lấy thống khổ triền miên vậy. Sau khi kết thúc thì Đức Phật ngài đã đúc kết lại nguyên cái duyên sự tích điển cũng như là ý nghĩa của cái bài pháp tội bằng câu kệ ngôn pháp cú mà chúng ta đang học, là câu số 71: Nahi pa bang kang kamang sacchu khirang wa mochati dahang tang balang manveti phasama mancho wa pava koti. Đó là cái ý nghĩa cũng như là cái duyên sự của câu kệ ngôn sắp phút số 37-71 này. Ở trong cái câu kệ ngôn pháp cú này có hai cái ví dụ mà Đức Phật ngài mượn để mà minh họa thêm cho cái việc
cho cái việc Ngài giải thích nhân quả, nghiệp báo, và nhất là trong cái lúc này đó là nói về cái nghiệp ác, cái nghiệp xấu, giống như là sữa được vắt ra từ con bò hay con dê thì còn tươi, chưa có thấy gì là thay đổi, nhưng một thời gian sau, vài ngày sau thì sữa đó nó có sự thay đổi. Cũng giống như là những cái củi than, những cái tro than đang cháy âm ỉ, mặc dù là ta đã nấu xong cái bếp, chúng ta đã nấu xong cái món thức ăn và cái tro tàn nó đã phủ lên những cái than còn cháy âm ỉ, nhìn trên bề mặt á, thì chúng ta không còn thấy lửa, nhưng tận sâu bên trong á, thì than đỏ hừng đang ngấm ngầm. Với một cái điều kiện thích hợp thì than hồng đó nó sẽ bùng phát lên thành một cái đốm lửa. Và cái ví dụ giống như là cái việc làm ác, cho dù là vừa làm mà chưa thấy cái kết quả, mặc dù như vậy nhưng cái người làm ác đó, cái người đã tạo cái nhân ác đó phải chịu cái sự dày vò bứt rứt khó chịu, mặc dù là quả của cái việc làm đó nó chưa có sanh khởi, nó chưa có trổ quả. Cái việc này thì chúng ta cũng rất là dễ hiểu, giống như là chúng ta đi đâu về khuya mà chúng ta không muốn cho người lớn hay biết, chúng ta rón rén để mà ra khỏi nhà, hoặc là chúng ta đi từ đâu về mà buổi khuya chúng ta rón rén, thì bất cứ một cái tiếng động hay là một cái ánh sáng nào ở trong nhà cũng làm chúng ta sợ hãi, bởi vì cái việc rón rén không muốn cho người khác hay biết. Nói chi đến những cái việc tài đình, những cái việc làm trộm cắp hay là mắng nhiếc, chửi rủa hay là sát sanh, thì những cái việc hành ác này đó, nó làm cho mình phải luôn luôn cắn rứt. Có nhiều trường hợp quý vị có thể suy nghĩ như thế này: cái người thiện đó, cái người gọi là cái người đạo đức đó, thì chúng ta cho rằng là khi mà làm một cái việc lỗi nhỏ, chúng ta có cái sự cắn rứt lương tâm. Nhưng mà đối với những cái đại ác ma, những cái người mà chuyên làm những cái nghề ác sống đó, thì đối với những cái lỗi nhỏ đó họ không có cắn rứt. Thì như vậy họ không có bị lửa thiêu âm ỉ hay sao? Thưa quý vị rằng có cắn rứt, nhưng mà không giống như là những người bình thường, là những người đạo đức. Cho nên khi mắc một cái lỗi nhỏ, ví dụ như là muốn được lên một chuyến xe buýt hay là muốn được ưu tiên, mà chúng ta bịn ra một cái cớ là cha mẹ bệnh, hay là muốn được tránh được cái tai tiếng sếp mắng chửi, thì bịn ra một cái cớ ở nhà có hữu sự. Chính vì cái việc này mà cái người đạo đức á, về sau họ sẽ có cái sự ăn năn khó chịu ở trong lòng. Nhưng mà đối với những người đã quen với cái việc đó là ứng xử trong cái giao tiếp đó, họ không có vấn đề gì hết sau khi mà nói như vậy. Nhưng mà đối với họ, những cái việc làm giống như là ăn trộm ăn cướp, mà họ thấy một cái hình bóng một chú công an, hay là họ đi vào trong cái đám đông mà nghe xì xào,
thì họ có cái tật giật mình, tự nhiên là bất bình an, là bất bình tĩnh, thấy bất an ở trong lòng. Đó là những cái gọi là đang âm ỉ, đang cháy âm ỉ, cho tàn đang cháy âm ỉ, và một lúc nào đó thì nó sẽ bùng phát lên. Và khi bùng phát lên thành ngọn lửa, đó là có nghĩa là quả của cái hành động ác xấu quấy đó nó sẽ trổ quả. Và qua cái câu chuyện này, Đức Phật Ngài muốn nhắn gửi một lần nữa là đừng có khinh thường cái việc ác nhỏ mà chúng ta coi rằng không có đáng, mà hãy cố gắng gìn giữ thân khẩu ý, luôn luôn lúc nào cũng phải phòng hộ, không có cho được cái sự bất cẩn, nhất là đối với tam bảo, nhất là đối với những vị có giới đức. Càng bất cẩn đối với những cái bậc như vậy thì cái quả nó rất là xấu, nó khổ đau. Riêng về cái câu kệ ngôn pháp cú này thì chúng ta rất là dễ để mà nhận ra cái bài học. Không có là nên làm những cái việc ác xấu, tránh xa những cái việc ác xấu. Căn bản đó giống như là gìn giữ cái ngũ giới ở trong Phật giáo. Đó là những cái căn bản mà có thể xây dựng tảng đạo đức ngay cả cho xã hội và ngay cả cho một cái tinh thần giới đức tâm linh. Bởi vì khi mà có được một cái nền tảng giới đức vững vàng đó, thì khi mà muốn tìm hiểu sâu về trong Phật giáo hay là muốn trong cái việc mà phát triển tâm linh, thiền định, thì lúc đó cái giới đức rất là cần thiết. Còn nếu không thì hoàn toàn mình chỉ dừng lại cái làm lành tránh dữ, làm thiện tích đức, chứ để phát triển hơn nữa thì rất là khó khăn. Bởi vì giới nó mới năng sinh định, định mới năng sinh tuệ. Không có giới, giới không được trong sạch, không được vững vàng thì khó lòng nào có thể phát triển cái thiền định. Và trong cái ý nghĩa của cái duyên sự đó, thưa quý vị, rằng có một cái chi tiết mà Tịnh Đạt nghĩ rằng cũng rất là cần trình bày ở đây. Đó là cái việc mà liên quan đến cái loài ngạ quỷ mà chúng ta rất là thường để mà chúng ta rất là thường nghe đề cập đến trong kinh điển, và chúng ta rất là thường bắt gặp những cái buổi trai tăng cầu phước, nhất là đám ma, đám dỗ, chúng ta được hướng dẫn là hồi hướng cho thân nhân quá vãng. Thì thưa quý vị rằng đó là những cái câu kinh, những cái lời dạy được trích ra từ trong bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy cho Ngài Đức Vua Bimbisara. Và qua cái bài kinh đó thì chúng ta nhận xét rằng những cái bậc hữu ân của mình đó, sau khi thân ngoại mạng chung, sau khi chết đó, thì có thể rất thể nhiều khả năng đó là sanh về những cái cảnh giới khổ đau mà chúng ta không thể nào biết trước được. Và trong trường hợp này thì Đức Vua Bimbisara đã được báo mộng những cái thân nhân ở trong tiền kiếp, bây giờ là những cái ngạ quỷ khổ đau, được báo mộng để mà xin phước. Thì lúc đó Đức Phật Ngài đã dạy cái cách đó là bố thí cúng dường và hướng tâm hồi hướng phước cho những cái loài ngạ quỷ. Ở trong kinh điển thì có nhắc đến những cái loài ngạ quỷ có thể là những cái chúng sanh ở những cái cõi khổ đau nhưng mà hưởng phước được, nhận được cái phước báo được, nhưng mà cũng có những cái chúng sanh
mặc dù chúng ta có cái tâm hồi hướng 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 tâm đến, nhưng mà cũng không có nhận được bao đó. Và chúng cũng có một cái bài kinh mà chúng ta cũng cần lưu ý, đó là cái bài kinh ở trong Anguttara Nikaya. Cái bài kinh tên là Chanusasoni Sutta. Và cái bài kinh này cũng liên quan đến cái việc hồi hướng phước báo đến loài ngạ quỷ. Để mà trình bày cho quý vị thấy rằng đối với người mất đó, cái người quá vãng đó, theo cái then thường tình đó, thì chúng ta làm cúng kiến, chúng ta làm đám ma, chúng ta làm đám dỗ để hồi tưởng. Cái ý nghĩa quan trọng trong cái việc này làm này đó là tưởng nhớ đến người quá vãng, tưởng nhớ đến người quá vãng. Nhưng mà trong trong tinh thần Phật giáo thì ngoài cái việc mà tri ân, nhớ ơn, tưởng nhớ, thì cũng còn phải có cái cách để mà giúp đỡ những cái người quá vãng đó. Bởi vì đó là những cái bậc hữu ân, những cái người có ân đức với mình, là những cái bậc sanh thành, là cha, là mẹ, ông, là bà. Thì trong cái bài kinh đó, Đức Phật này giải thích cho một ông bà la môn về cái việc đó là những cái loài chúng sanh, ngạ quỷ, khi ở trong cái đời sống hiện tại, kiếp trước đó, tạo nhiều cái ác nghiệp, mà bây giờ đó, sau khi chết phải sanh vào những cái loài ngạ quỷ, chịu những cái khổ đau. Thì có những cái loài ngạ quỷ có thể hay biết được, tức là khi mà gia chủ làm phước cúng dường và có cái sự hồi hướng, hướng tâm đến những cái chúng sanh đó. Và một cái điều quan trọng đó là cái chúng sanh đó phải là những cái chúng sanh có thể hay biết và tùy hỷ phước, thì lúc đó mới nhận lãnh được cái quả hồi hướng đó. Còn nếu không hay biết, không có tùy hỷ thì không thể nào. Hoặc giả là những cái chúng sanh mà hữu ân của chúng ta sau khi mất bị quá nghiệp quá nặng, sanh xuống địa ngục, thì chúng sanh đó cũng không có hưởng được cái phước báo chúng ta hồi hướng. Hoặc là chúng sanh nó sanh về những cái cõi bàn sanh, làm những con vật, thì những con vật nếu bàn sanh nó có những cái thức ăn riêng, cũng không thể nào hưởng được cái phước báo của chúng ta hồi hướng. Hoặc là những cái chúng sanh bậc hữu ân mà có phước báo hơn, sanh làm người, sanh làm trời, thì cũng không thể hưởng được cái phước báo mà chúng ta hồi hướng. Chỉ có những cái chúng sanh mà hay biết được chúng ta đang làm phước, hồi hướng cho họ đó, họ tùy nghĩ theo, thì những cái chúng sanh đó có thể nhận được cái phước báo chúng ta hưởng. Thì như vậy đó, có một cái câu hỏi rằng nè, nếu lỡ mà chúng ta hồi hướng như vậy mà cái người hữu ân mà chúng ta, ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Thị B mà không có nhận được đó, thì cái phước báo nó đi đến ai? Thì Đức Phật ngày đó trả lời rằng là đến những cái thân nhân, những cái bậc hữu ân của chúng ta trong luân hồi. Bởi vì trong luân hồi thì vô số cái bậc hữu ân, và chắc chắn rằng trong vô số cái bậc hữu ân đó sẽ có những người thác sanh vào trong những cái loài ngạ quỷ và có thể hay biết được chúng ta đang hồi hướng đến. Cho nên trong cái lúc này thì khi mà làm công đức thì chúng ta cũng hồi hướng chi phước đến những thân nhân quá vãng và ở nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Đó là một cái ý rất là quan trọng, khác với tất cả những cái cúng tế đàn hay là cúng thần linh hay là những cái cách của thế gian đốt vàng mã hay là cúng phúng điếu. Tất cả những cái đó ở những cái tập tục khác nhau sẽ có nghi thức khác nhau, nhưng cái nội dung thì khó chỗ nào tìm được cái nội dung như là Đức Phật ngài đã trình bày giảng dạy một cách cụ thể.
Thì đó là qua cái duyên sự của câu kệ ngôn, ý nghĩa của câu kệ ngôn số 71 mà Tịnh Đạt cũng muốn chia sẻ cùng với quý vị ở Pháp Cú Kinh, diễn đàn Pháp Cú Kinh. Và bây giờ thì Tịnh Đạt nhận thấy cũng vừa thích hợp với cái thời gian bài học của chúng ta ngày hôm nay. Tịnh Đạt xin được kết thúc cái buổi chia sẻ ở tại đây. Chúng con xin kính và đại đức Tịnh Đạt chắc đã rất mệt rồi, và cảm dân xin hồi hướng. Và sa thú chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt, và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dân mít. Phật tử sắp bằng mang lăng ra khăn tôi sắp bè đê của ta sắp bằng bùa đa nữ hòa quê nà sà đa sở thị phương quân tư tê. Bằng quà tôi sắp bằng mang lăng ra khăn tôi sắp bè đê của ta sắp bằng nà mà nữ hòa quê nà sà đa sở thị phương quân tư tê. Bằng quà tôi sắp bằng mang lăng ra khăn tôi sắp bè đê của ta sắp bằng thẳng khá nữ hòa quê nà sà đa sở thị phương quân tư tê. Tất cả phương pháp ăn cơ đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.